cái bịch hủ tiếu à, sáng nói cái bịch hủ tiếu à. Cơm đây, cơm đây. Cơm sườn bì chả, sườn bì trứng rồi. Sườn bì chả chứ sao? Ăn xong đi hả? Không có gì đâu. chụp đi, chụp điện thoại chụp cho kìa.
cô gái thổi chân vô nhịp nhịp cái máy may nữa. Anh Chí Điện đi đâu rồi? Đi đâu qua đó hả? Hết không? 9 người hết không? Ở nước ngoài á, mỗi người lái đi á, nó có cái một cái công viên ở trên nó nhiều trò chơi lắm, nó chơi đi cát miễn phí. Cá mày với tôi đi tốt gì đi. Có không nhất thì cát miễn phí. Mà sáng ta đi lên đó ta tập thể dục. Nó lên cái Phật bà này nữa đó ha. Cái ông Phật bữa nãy đó, bữa kia đó. Hôm nay bữa cũng nhậu đây đó. Đâu làm kia rồi. Chứ trên này mình chạy xe lên trên đó được luôn. Mình đi xe mẹ đi không? Nắng lắm. 18 giờ mình đi. Không còn. Chút mình có chừng quên á. Chậm quá chú bộ ha. Đó,
có đường đi lên mà.
khó khăn quá. Đứng gì sao chụp thấy? Làm tắm với chú Tội ở đây nè. Chú Tội nói để làm tắm với cô gái này nè. Không. Đi lên nhanh đi cô gái. Sáu người. Hai người. Ôm lại nha bà cô gái. Lấy khẩu trang ra. Ủa sao đi khẩu trang cho chụp hình? Trong cái ống vuông. Cái đường này không? Biết không chụp gì lâu gì không? Trời ơi mình chụp lâu quá.
đi chị đi em. Đeo khẩu trang ghê. Trời trời, kia kìa. Từ từ xin. Mình ngược. Chị đánh lâu quá rồi. Chị xin mời chồng.